Chương 1 Giới thiệu nhân vật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyễn Hoàng Thiên Anh, nó Hà Lên 17 tuổi, là đại tỷ của bang Lê Thổ Angel, là một băng nhóm đứng đầu thế giới ai cũng phải sợ chỉ đứng sau quyên tỷ. Thiên Kim Tiểu Thư và là người thừa kế tập đoàn Nguyễn Hoàng, là tập đoàn đứng thứ hai thế giới về mọi mặt. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 300, 300, thân phận còn lại đọc truyện thì biết. Tính tình. Sáng nắng chiều mưa đêm bão. Trần Khả Như, nàng. Sam. 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của nó, nhị tỷ của bang Lê Thổ Angel. Thiên Kim Tiểu Thư và là người thừa kế tập đoàn vàng bạc Trần Thị đứng thứ sáu thế giới. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 298, 300, tính tình. Hiền lành, vui vẻ hòa đồng, dễ thương, còn có chút lạnh lùng khi nổi giận. Hàng Phương Nhi, nhỏ. Mika. 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của nó, là tam tỷ của bang Lê Thổ Angel. Thiên Kim Tiểu Thư và là người thừa kế tập đoàn MS, tập đoàn Moonstar lớn thứ tư thế giới về mặt mỹ phẩm, giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí IQ 298-300, tính tình. Thích làm đẹp, dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, khi nổi giận thì có ai cản nổi trừ nó. Phạm Minh Kiều, cô. Giang. 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của nó, tứ tỷ của bằng Lê Thổ Angel. Thiên Kim Tiểu Thư và là người thừa kế tập đoàn đá quý Phạm Thị lớn thứ 8 thế giới. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 298-300 Tính tình Siêu quậy và cũng sáng nắng chiều mưa như nó. Vương Minh Khang, hắn. Sky. 17 tuổi, bạn em trai nó. Thiếu gia tập đoàn Vương Gia, tập đoàn trang sức lớn thứ ba thế giới. Là ban chủ bang David, là một băng nhóm đứng đầu thế giới ai cũng phải sợ chỉ đứng sau quyên tỷ và ngang bằng với bang của nó. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 300, 300, hot boy no, một trường kiên quen tén tình. Lạnh lùng, ghét con gái hay người là đụng vào người Mk Nguyễn Hoàng Thiên Nam, cậu. Viên. 17 tuổi em trai song sinh của nó nên thân phận giống nó. Là phó bang bang David, giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 297, 300, hot boy no, hai trường kiên quen tính, sợ nó, siêu quậy, hòa đồng, trẻ con. Dương Gia Bảo, chàng. Bill. 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của hắn. Thiếu gia tập đoàn Kilowatt, tập đoàn bất động sản kiên quật lớn thứ năm thế giới, là phó ban bang David giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 297, 300, Hot Boy No, ba trường kiên quyên, tính tình lăng nhăng, sát gái, thay bồ như thay áo. Đặng Quốc Huy, anh, cung, 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của hắn. Thiếu gia tập đoàn SM, tập đoàn ô tô lớn thứ 9 thế giới là phó ban bang David giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 297, 300, Hot Boy No, 4 trường Kim Quyên, tính tình. Lạnh lùng chỉ hòa đồng với bạn bè và gia đình, trường Kim Quyên. Là một ngôi trường dành cho các tiểu thư, công tử nhà giàu và học sinh nhận học bổng. Hiệu trưởng trường là dưỡng của nó, sau khi nó chuyển về trường này học thì ba nó đã mua lại cả ngôi trường và nhờ dưỡng nó quản lý. Quynh Tỷ là người đứng đầu trong thế giới nằm không ai biết mặt vì lúc xuất hiện toàn đeo nạ nên không ai thấy mặt. Chỉ có hai người biết mặt Quynh Tỷ đó là hai trợ thủ đắc lực. Và Quynh Tỷ là nó nhưng tụi hắn và tụi nó có ai biết. Còn hai trợ thủ đắc lực là ai thì sau này mọi người đọc truyện sẽ biết vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người cố gắng đọc và góp ý cho mình nếu trong truyện mình viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả